Sorry, để cô lướt qua xíu ở chỗ này. Các bạn à, cô ghi âm sơ qua cho các bạn à. Cô show qua cho các bạn à, từ câu số 1 câu 16 các bạn nha. À, các bạn tí nữa. Tiếp have authorities rồi nha, 16. Tí mấy bạn mà coi lại mấy bạn pause cái video lại, cô quên mất. Charge somebody for, chú ý cho cô chữ charge, charge for, charge for là thu phí dịch vụ, thu tiền. Take charge là chấp nhận hay chịu trách nhiệm mấy bạn. Take charge. Take charge of. Còn put in charge of là kiểm soát, chịu trách nhiệm. Kiểm soát hay chịu trách nhiệm. Bạn ghi cho cô cái chỗ này có 19 đó. Kiểm soát hoặc là chịu trách nhiệm. Ok, overcharge là chịu trách nhiệm về cái việc gì, việc người nào đó. Tiếp theo, class somebody as something có nghĩa là sắp xếp ai vào nhóm, phân loại các bạn. Ở đây mình dịch là phân loại hoặc sắp xếp. Còn social class là giai cấp xã hội. Tiếp theo là working on middle lớp là cái tầng lớp là lao động, middle là thượng lưu và tầng lớp trên gọi là đây là trung lưu và thượng lưu. Các bạn nhớ là working class là tầng lớp lao động như mai, còn sâu middle là tầng lớp trung lưu, còn upper là tầng lớp thượng lưu. Ruling class là tầng lớp gì? Cai trị. Ruling class là tầng lớp cai trị. Class system là hệ thống. Địa vị giai cấp. Class differences là sự khác biệt về mặt giai cấp. Class war là đấu tranh giai cấp, hay là chiến tranh về mặt giai cấp. Ok, class war. Commit report witness show or crime là ở đây commit crime có nghĩa là phạm tội. Report, write là báo án, witness là chứng kiến và show, tìm, giải quyết, tìm ra, giải quyết một cái vụ phạm tội là tìm ra là ai là người phạm tội. Ok. Tiếp theo, fight combat crime là cố gắng chống lại tội ác. Cố gắng chống lại tội ác. The scene of a crime là hiện trường vụ án. The scene of the crime là hiện trường vụ án. Organized là phạm tội có tổ chức. Nghe từ này không? Nghe quen không? Ok, vừa rồi bên Halloween bên Hàn Quốc chết 100 mấy người. Crime prevention là phòng chống tội phạm. Crime rate là tỷ lệ phạm tội. Crime wave là làn sóng tội phạm. Deny somebody something là từ chối cho ai cái gì. Deny a request là từ chối lời đề nghị. Deny that là phủ nhận rằng. Deny doing là phủ nhận làm gì. Và deny having done cũng có nghĩa là phủ nhận làm gì các bạn nhé. Chú ý cho cô ở chỗ này. Cái này là phủ nhận đã làm gì trước đó. Thì mấy bạn dùng having cộng với 3. Deny all responsibility là phủ nhận trách nhiệm. Từ chối không liên quan đến trách nhiệm. Make an example là phạt ai đó làm gương. Để cảnh báo cho mọi người. Ở đây mình sẽ có là make an example of. Set an example có nghĩa là làm gương tốt. Follow example là làm theo mẫu. Give an example là lấy ví dụ. Give an example. Cho cô cái ví dụ nào. Này là giáo viên hay nói cho tụi con đúng không?
An example of là ví dụ của cái gì đó tiêu biểu, đại diện. Classic right example là ví dụ điển hình. Không có, các bạn nhớ từ ví dụ điển hình là mình hay có hai từ nhé. Classic hoặc là gì, từ gì bright. Thì người ta test là người ta test hai cái tính từ này thôi các bạn này. Classic hoặc là bright. For somebody to do là ép ai làm gì. For somebody on somebody là chấp nhận. Chấp nhận cái gì đó. Force your way into là đẩy người khác để di chuyển. Tức là con dọn đường bằng cách con đẩy người khác á. Hiểu không? Ok, force somebody into. Force a smile, gượng cười. Ép mình một nụ cười, người ta gọi là gượng cười. Force a smile. Rồi, with force dùng sức. Police force là lực lượng cảnh sát. Armed force là lực lượng vũ trang. Grant somebody for là đồng ý với ai. Vấn đề mà họ yêu cầu, họ hỏi. Đồng ký sự cho phép. Grant. Thứ hai là grant somebody a mission hoặc là authority là cho ai, trao quyền, cho sự cho phép hoặc là trao quyền cho ai. Tiếp theo, grant a request, đồng ý với ai làm gì, grant somebody wish là biến ước mơ của ai thành sự thật, làm cho đời ước của ai thành sự thật. We grant somebody wish. Become law là trở thành luật chính thức. Break là phạm luật. Follow là làm theo luật và uphold. Tuân tán thành luật. Chú ý mấy cái động từ nha con nha. Ba cái động từ đi theo là nó sẽ mang nghĩa một cách khác. Ok, pass là thông qua luật. Amend là sửa đổi và repeal là bãi bỏ. Lay down the law là đề ra quy tắc. Practice law là thực thi pháp luật. Against the law là phạm pháp hay là trái pháp luật. Mình hay có cái cụm từ viết câu này Mai. Is he against the law, nhớ không? Nó thì phạm luật. Above the law là không tuân theo, không tuân theo luật. Trên luật. By under là theo luật. Law and order là an ninh trật tự. Ok, mình viết thêm một cái từ này mới. Cụm mới. Lock something in là giữ được lợi thế. Đừng có dịch là khóa bên trong chút xíu luôn nha bạn. Lock horn quiz, tranh luận với ai, tranh cãi với ai, chiến đấu với ai. Under lock and key là an toàn. Locksmith là thợ khóa. Peer group là nhóm mà cùng tuổi, cùng địa vị. Peer pressure là áp lực đồng trang lứa. Các bạn có bị áp lực đồng trang lứa không? Những đứa mà siêu giỏi hơn mình. Peer pressure. Taxis, hot hole. Exercise that we abuse TV power là đi với nắm quyền nè, khẳng định quyền hạn. Tất cả những động từ này đi với power các bạn nhé. Phát huy sức mạnh là sức mạnh kỳ lạ nè, lạm dụng quyền lực nè. In power là đang nắm quyền. Beyond somebody's power là không có quyền. Power to lose là có khả năng làm gì. Power struggle là tranh giành quyền lực. Power structure là cơ cấu quyền lực. Power base là nền tảng quyền lực. Going to prison là đi tù. Send somebody to prison là đưa ai đó vào tù. In prison là ở trong tù. Và prison term là hệ thống nhà tù. Ghê hả? And prison sentence là án tù. Prison reform là cải cách tù. Prison officer là cai ngục. Open prison là nhà tù mà được giam lỏng. Provoke somebody into là xúi ai đó làm gì. Provoke a reaction, kích động. Protest, phản động. Và respond, mong kích động này đó là theo hướng phản động của các bạn. Provoke out là gây ra một cái kích động theo hướng cảm xúc. Have the right, có quyền làm gì đó. Không có quyền làm gì đó là các bạn dùng have no right to do. Còn trao quyền cho ai là give somebody the right to do. Right and wrong, đúng và sai, mặt tốt và mặt xấu. Right in saying, thinking and believing, nghĩ. Confirm statement, xác định được cái lời phát biểu là đúng. Right of somebody to rule là quyền của ai để làm gì. Equal right là quyền bình đẳng. Human rights là quyền con người. Animal rights là quyền của động vật. Break là gì mấy bạn? Phá vỡ. Bend là tuân không tuân. Bend là gì? Bẻ cong. Follow là tuân theo luật lệ.
Against the rule là trái luật, trái quy tắc. As a rule là như, theo quy luật, như thường lệ. Rule of the law là pháp quyền, luật lệ. Rule of the term là theo kinh nghiệm, theo cái kiểu mà kinh nghiệm hay những cái cách mà làm gì đó. Rules and regulation là điều lệ. Sentence là phán quyết, tống vào tù ai đó các bạn. Pass sentence là tuyên án. Serve a sentence là lĩnh án. Nhớ nha, pass là tuyên, còn serve là lĩnh án. Án tù là prison sentence, tử hình. Death sentence với bà, capital sentence hỏi với death sentence B2 rồi, nhớ không? Nhớ không? Social condition là tình trạng xã hội, và social context là liên hệ xã hội. Social security là an sinh xã hội. Social service là dịch vụ. Social goal là gì? Một cuộc viếng thăm mà dùng để giải trí thôi, không có mục đích kinh doanh, chơi thôi. Social worker là người làm công tác xã hội. Social club là câu lạc bộ xã hội. Social life là cuộc sống xã hội. Subject bắt ai đó phải chịu cái gì đó. Cái điều này không dễ chịu nào mấy bạn nha. Bring up là bắt đầu, bring up là bắt đầu thảo luận một vấn đề, hoặc là get onto. Chữ bring up ngoài cái việc là nuôi dưỡng còn nghĩa là thảo luận một vấn đề, bằng từ discuss á, cũng học chương trình attention B2 có rồi. Drop gender subject là kết thúc hoặc là thay đổi chủ đề. Subject to là bị ảnh hưởng bởi cái gì đó, là subject là chủ đề và người học vật mang ra thảo luận, hay là mình gọi là chủ đề. Còn British subjects có nghĩa là công dân Anh. Ok rồi, cho cô biết cái chỗ này các bạn có lăn tăn gì không. Chúng ta sẽ làm bài bài test bài bài sách trong sách này nha, lật sách ra giùm cô với. I'm so sad because you want to change the school. What? Chắc là qua trường mẹ con cũng nằm trong đội xin lỗi mày. Nhưng mà không biết ai ôm cho con thôi. Không có giáo viên ôm như bên này đâu. Mẹ có nói không? Mẹ con mà chủ đến con qua chuyên Anh mà. Không đáng vào chuyên Anh. Chuyên Anh thì hơi nhục Nhục cô, nhục trò. Đâu thích đi. Cửa gì? Chỉ có sáu gì không ai. Rồi các bạn ơi, làm cho cô bài này với. Hoodie. Put the top of hoodie become something symbol of you. Hoodie là cái gì ạ? Đây là một cái biểu tượng của phạm tội. Hoodie là cái trend gì đây ta? Hoodie.
Đi không phải á trùng đâu nha, là trở nên là biểu tượng của giới trẻ. Young Grind nó dường như được đề cập khi báo chí. Không phải áo hoodie đâu các bạn nha. Cô đang nói về nghĩ gì về Grind? Có gì khác một quyển em ông Ngọc. Ok. Who did top? Cái bút chì bút gì gửi đến hàng ơi nếu xong nha.
Finish. Xong chưa, hôm nay Win nó là option người ta bắn à. Nè, cô mới quyển sách mới. What did top or what day become something? That's a some symbol của cái sự phạm tội trẻ tuổi ở Anh. Nó dường như to get mentioned, được đề cập bất cứ khi nào mà báo chí cái gì đó các bạn. Get on to cái gì đó chủ đề, khi mà báo chí đề cập đến chủ đề này. Gì? Really? No, I don't think so. Yeah, on to. Cô tưởng là hai từ, nhầm, sorry. On to. Tôi biết được không? Chữ cô viết bằng tôi cũng là bị xấu. Those. Sorry. Hút đi là cái áo mà trồng trồng cổ. Mấy bạn nhỏ nhỏ như tụi con hay mặc á. Những người mà mặc nó thường là class jocks and hooligan, được cho rằng là những người quậy, nghịch quậy, được phân loại vào. Thì mình sẽ có nguyên phân loại là từ gì các bạn? Class gì? Class gì bé? Các bạn online class gì tụi con? Vì chọn đáp án S, đúng rồi, phân loại như là jock hoặc là hooligan, bạo động. Và khi mà họ đã làm have done nothing, nhưng mà họ không có làm cái điều gì mà trái với pháp luật, đúng không? Trái pháp luật là gì Ngân? Above hả? Along, against the laws. Against the laws. Cái vấn đề là những người mặc hoodie có thể dễ dàng giấu đi danh tính từ cái camera. Và những those là những người này mà in authority, là những người cầm quyền á, thì ở một vài nơi như là trung tâm mua sắm, những người quản lý, thì ever gone so far as to ban people wearing hoodie? Phải làm sao cấm mọi người mặc hoodie? Họ tuyên bố rằng the threat of crime, nguy cơ phạm tội, gives them the right to do it, cho phép họ có quyền làm điều đó. Chứ gives, nguy cơ đe dọa của tội phạm thì cho phép họ quyền làm điều đó, nhưng có một nguyên mối nguy hiểm rằng người trẻ tuổi thật sự là provoke gì into, được khuyến khích trong cái việc mà cư xử into, có số 6 mấy bạn nha, cư xử một cách rất là anti social, là chống lại xã hội. Hi, please be quiet. They may feel that, họ cảm thấy, họ cảm nhận rằng those, những người mà con nhỏ kia nó đòi 6.5 IELTS, mà cô hỏi là biết là 6.5 là trường là như thế nào không? Xin giỏi tỉnh của cô á, dạy 3 6.5 tầm dạy 3 không? Tỉnh á thì may ra được thì mới được 6.5 IELTS. Nó nhắn tin, nó đang 11, nhắn tin một cách nó rất là vô tư. Và ok. Rồi, those, những người mà nắm quyền thì đang discriminating, phân biệt đối xử, against them, chống lại bọn họ, và những, và điều là họ từ chối lắng nghe khi họ phủ nhận làm bất cứ cái gì sai, đúng không? Having done.
It seems to be classical music như là một cái ví dụ điển hình, cái gì đó của người lớn tuổi older, cảm giác bị đe dọa bởi thời trang của những người trẻ. Cuối ngày những cái điều thành viên của những cái gì mà member of những thành viên mà cùng tuổi groups nghĩ rằng sẽ quan trọng hơn. At the end of the day, cô nghĩ là cuối cùng chứ không phải là cuối ngày được. Cuối cùng thì những cái gì mà những thành viên cùng độ tuổi suy nghĩ thì quan trọng hơn đối với người trẻ hơn là những người mà chỉ vì đi đến trung tâm mua sắm mà nghĩ rằng họ nên mặc cái gì mà không nên mặc cái gì. Cô nghĩ là chỗ này cuối cùng chứ không phải là at the end of the day, là cuối ngày được. Ok rồi, any questions mà mình có câu hỏi gì cho cô về phần này không? Mấy cái bạn online ơi, is okay? Có hỏi cho cô phần này không? Tiếp theo, for each question, write one word which can use in three sentences. Đối với mỗi câu, mấy bạn chỉ cần viết cho cô một từ mà có thể sử dụng được ba câu. Xong chưa? I don't go out during the week. Tôi không ra ngoài cả tuần. Tôi không ra ngoài cả tuần. As a rule như gì? Như thường lệ. Nhưng mà chúng tôi sẽ làm một cái ngoại lệ vào tối nay. People must be made to respect the rule of the law. Phải bắt buộc phải phải tuân thủ cái rule of the law là gì? Là cái luật luật lệ của luật pháp. Câu 2 là a good rule of thumb is that you should allow 15 minutes per exercise. Một nguyên tắc là bạn nên dành ra 15 phút nghỉ giải lao cho một kỳ thi. Okay. So number one, you choose rules. How about number two, bạn Như Quỳnh ơi? Hứa Như Quỳnh ơi, gõ đáp án. Câu số 2.
hai ba bốn năm sáu quickly. Hai đứa mi ồn ào nói xấu, nói nhỏ nhỏ chỉ có nói xấu người khác thôi nha, hiểu không? Con cái này tiếp theo, bạn có nghe rằng cái đồ guys, cái gã đó sống ở trên flat upstairs đã cái gì đó với bị buộc tội là burglary glory không, là gì? Charles bị buộc tội ăn cắp không, là đột nhập vào nhà người ta ăn cắp. Charles là bị buộc tội bằng từ accuse mom. I couldn't believe these charmies. Họ bắt tôi trả bao nhiêu đô? Charge me three. À, 3 euro for a bottle water. Một chai nước 3 đô la hả? 6 mấy ngàn, 70 ngàn, 8 mấy ngàn. The children chạy ra khỏi sân trường và trash down the hill. Ủa, trash down the hill nãy là mình nhìn là gì nữa ta? Có ok không? hả? 74k. Một euro bao nhiêu? Các bạn chờ cô một tẹo, cô check cái từ trade down ấy. Nãy giờ như trong cái kia cô không có ghi sao? Trade down có nghĩa là to lose, mất điện. Mất điện và mất điện hả? Ủa kỳ một thiết vụ. Stop rồi, ngừng. Sao liên quan gì mất điện ở đâu đây? Down the hill là lắp đầy điện. Make all become filled with electricity. Giống như là ở đây nhắn được sạc pin đó các bạn, được sạc pin đó, nó vừa bọn trẻ mà vừa ra khỏi trường giống như là nó rất là hăm hở, đúng không? Cái kiểu mà không, kiểu mà không còn phải bắt buộc học hành nữa, là trash down the hill. Câu số 3, they have it on a good gì mấy bạn? Good gì? Authority. Authority. That they think of closings. Quyền lực với bạn nhé. What bác sĩ, cái kỹ sư, ta giáo sư nói chuyện with chính quyền địa phương, authority, về chủ đề chính quyền, người lãnh đạo, người cầm đầu á, là về chủ đề người trẻ tuổi và tội phạm. Trách nhiệm vận hành một nhà tù đã được taken out of the hands, bị lấy ra khỏi tay của những cái người authority local, người ta gọi là cái gì ta? Chính quyền địa phương. Ok, authority. Được chưa? Cô viết rồi, con 6 bằng con chuột, các bạn sửa lại cho cô. Câu 4, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hiệu hiệu trưởng Bernice Aron và Aron vì Aron vì make a cái gì đó, make a cái gì đó, example of him là gì? Phạt ai đó làm gương, được chưa? Why can't you follow your brother? Tại sao bạn không theo nô gương theo anh của bạn? Why can't you follow your brother's example, Mike? And go to university, và đi học đại học nào? Give me one example, hãy cho tôi một cái ví dụ về một cái nơi xung quanh đây người trẻ tuổi có thể đi vào ngoài vào buổi tối. Ok, so number 4 you choose example. Number 5, politician là chính trị gia, là chịu trách nhiệm cho cái việc mà trốn thoát của tù nhân, thì cho câu hỏi là phủ nhận cái việc chịu trách nhiệm, đúng không? Deny. Còn câu các chính quyền, cái nhà lãnh đạo, nhà chức trách đó, là đã phủ nhận cái lời yêu cầu của cặp đôi được phép ở lại Anh. So deny again. Ok, authority là những người lãnh đạo, còn authority là giống như quyền lực.
không có S. Tôi không tin rằng Angela khi cô ấy phủ nhận biết rằng ai là người ăn cắp tiền. So denies for three blank years. Câu tiếp theo là ba mẹ tôi đã quyết định lay down đời gì đó. The law có nghĩa là gì? So I couldn't come out this weekend. Cái chính phủ top priority có nghĩa là ưu tiên hàng đầu của chính phủ là law and order là gì vậy mấy bạn? An ninh trật tự á. Và have things improved, mọi thứ cải thiện kể từ khi cái tự do thông tin bộ luật đã trở nên là became law, được phát hành, trở nên luật, thành luật chính thức. Ok, so number 6 law is the best answer. 6 câu này mấy bạn có hỏi gì không? Any questions for me? Không. Số tiếp. Câu này chọn cho cô đáp án bài K. Choose the correct answers, everyone. Làm xong cái idiom Hoa Nha rồi, tí nữa còn thời gian cô sửa phần nghe, phần viết. Phi lụa. Nhìn lên nào. K có một là gì vậy? Hai đứa. Cái gì đều lo con? Chúng tôi phải tuân theo luật và không ai có thể là trên luật pháp cả. Above hả? Trên luật pháp rõ ràng rằng trước khi trận fight chiến đấu Some of you, một vài người trẻ tuổi đã có cái gì đó, các bạn trang bị bằng gì? Bằng dao thì tự trang bị là dùng gì vậy? I'm somebody with. Người phụ nữ bị buộc tội và bị phạt tù 6 tháng ở trong tù, sentence gì? Sentence for 6 months yeah. No, oh, sorry, sentence 2. Nhầm. Sentence 2 là phạt tù nha. Câu số 4, sin is a minor offense. Derek was sent to án mà án giảm nhà giam mà gọi là giam lỏng á, là an open. That's right. Middle-aged man, người đàn ông trung niên đó, was seen được thấy chạy ra khỏi hiện trường của vụ án. Câu 5 là gì vậy Mai?
Sin of the crime. Câu 6, bạn Minh Anh ơi. Em ra vậy con, tôi làm việc rất long hours, nhiều giờ liên tục và tôi thật sự không có thời gian for much of a một cuộc sống xã hội, social life. Câu số 6, các bạn chọn câu social life. Câu 7 là don't worry, lo. Cái tài liệu sadly đang rất an toàn. Được gì? Câu 7 là được gì? Được under lock and key at my place. Câu 8, the most powerful force in the teenager's life is probably một trong những cái lực sức mạnh nhất ở tuổi teen, có lẽ là áp lực cùng trang lứa. Là dùng gì các bạn ha? 8, peer pressure, các bạn bị áp lực không? Siêu áp lực. Con Ánh là sửa được xin giỏi rồi đúng không? Ánh lớp em, cái này học bài em cái này nha. Học tiếng Anh cũng được lắm nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi đứa Vy. They are pleased. Họ rất hài lòng để thông báo cho bạn rằng chúng ta đã quyết định cho phép làm công dân Mỹ, thì có được sự yêu cầu, đáp ứng được yêu cầu của bạn trở thành công dân Mỹ. Câu số 9 là grant your request. Và câu 10, chúng tôi cuối cùng là cố gắng được cái gì đó mấy bạn? Fox our way through the ground có nghĩa là gì? Len lỏi qua, xuyên qua đám đông, đúng không? Và đến cái lối thoát hiểm, lửa thoát hiểm. Ở đây dùng Fox way tức là dẹp đường đó các bạn. Ok, rồi cho câu hỏi có chỗ nào lăn tăn ở chỗ này không các bạn hè? 10 câu. Được chưa? Cô qua phần khác nhé. Rồi các bạn ơi, lấy cái phần viết câu ra đây cô sửa. Bữa trước là sửa tới khúc nào rồi Mai? Hết tiếp bạn luôn. Tiếp 4 các bạn. Tiếp 4 chưa mở chút là biết là cô gửi file ta mà cô tìm cái file chết rồi, không biết bỏ cái file đâu rồi mấy bạn ơi. So long as là miễn là cái người giám khảo có thể đọc được cái chữ viết tay của bạn thì anh ta sẽ chấp nhận cái câu trả lời của bạn. Thì mấy bạn, người ta đọc được có nghĩa là miễn là, thì nhớ là provided bằng vai so long as nha. Ở đây mình sẽ có những cái thành ngữ, những cái cụm từ nè. Provided. That, có that cũng được mà không có that cũng được, bằng vai so long as là miễn là có thể đọc được, tức là legible có nghĩa là gì mấy bạn? Your handwriting is legible là gì vậy? Đọc được. Ok, thì examiner có thể chấp nhận cái câu trả lời của bạn. Ok. À, đâu? Cô đang tiết kiệm giấy. Provided teachable phải. Được chưa? Ok, hai thằng này bằng nhau nè. Nhớ nha. Can read được thì chứ là legible có nghĩa là gì? Đọc được. Ha. Viết tay mà đọc được. Nói lại cho cô sửa lại. What he says had nothing to do with the subject we are discussing. Những gì anh ta nói thì không có liên quan đến chủ đề mà chúng tôi đang thảo luận. Thì đây là what he said bear no
relation to là không liên quan, bằng với irrelevant to. What he said there, better về quá khứ là bored, no relation to. What to the subject we are discussing. Những cái này là phải học thuộc nha Mai với lại mấy đứa. Các bạn nhớ học thuộc nha. Hiện tại là sắp tới có bạn Ngân, bạn Mai. Bạn Mai với bạn Vi nè là sẽ nằm ở trong đội học sinh giỏi của tỉnh mình, à, của đi đấu với nhau á, người ta gọi là đi đấu với nhau. Quả rất là nghiêm trọng, repercussions. Xong chưa? The board of director là ban giám đốc vẫn đang suy nghĩ về cái lời đề nghị tiền lương mới. Thì đây là under, to be under consideration là đang xem xét các bạn. Lời đề nghị còn đang được xem xét bởi cái ban giám đốc, by the board of director, to be under consideration. Nhớ nha. Take something in the into consideration or into account. Xem xét cân nhắc. Don't sell your house until you have considered it carefully. Đừng bán ngôi nhà đến khi bạn xem xét nó cẩn thận. Thì bạn nên think twice là gì? Nghĩ hai lần tức là gì? Consider it carefully. Yes, consider. Đúng rồi. Carefully. Là xem xét cẩn thận. Think twice có nghĩa là consider carefully. I object very strongly to what he said and I will let him know. Tôi phản đối mạnh mẽ những gì anh ta nói và tôi sẽ cho anh ta biết. Là mình sẽ có là take a great exception to, có nghĩa là phản đối mạnh mẽ. Take exception to something, phản đối mạnh mẽ. Được chưa? Ok, nâu lại chú ý những cái phần phrase đó, nhớ. Cái này là bao nhiêu trăm, 20 test, mỗi test là 20 câu đúng không? 10 test hay là 20 test? Được chưa? Yes, okay. Tiếp theo nè. I didn't work long hours. Tôi không làm việc nhiều giờ bởi vì tôi biết được rằng health risks nguy cơ về sức khỏe. Thì no better than sáng suốt. Tôi đủ kiến thức, đủ sáng suốt để tránh làm điều gì đó. No better than. Tôi đủ sáng suốt.
Tôi biết làm việc nhiều giờ. Tránh. Tôi đủ sáng suốt để tránh làm việc nhiều giờ bởi vì tôi nhận thức được về cái health risks. Thì nếu bếp thờ đa lúc là sáng suốt để tránh cái điều gì đó. Đủ sáng suốt để tránh cái điều gì đó. They decided not to go by boat. Họ quyết định không đi bằng thuyền bởi vì họ nghĩ rằng seasick là bị gì? Say sóng. Thì họ sợ bị seasick. Prompt them not to go by boat. Ở đây mình sẽ có từ prompt, có nghĩa là làm cho cái gì nhanh chóng. Nhanh chóng. À, động từ mà thuyết phục ai đó không làm gì. Prompt somebody là not to. Verb là thuyết phục ai. Thuyết phục ai không làm gì vậy nha. It's only, nó chỉ là nhìn thôi. You can use it, sir. It's only for show. Only for show là dùng để trình diễn thôi. Not for use. Không để sử dụng, sir. Tiếp theo. He always happy to help you out, help someone out là giúp ai đó qua khó khăn mấy bạn nha. Always show willing gì? Help là sẵn sàng. Mình nói là show willingness chứ không phải là show willing sẵn sàng làm gì. Đây là một cái idiom mấy bạn. Sẵn sàng làm gì. Become a center of attraction là trở thành trung tâm của sự hấp dẫn, là tất cả những gì ta muốn. Test center stage, trung tâm, trở thành trung tâm của cái sự chú ý. Test center stage là trở thành trung tâm của sự chú ý. Không, có còn một cái mũ nè, cái đứa, đứng lên đi. Cho. Cái mũ này ủa, hư rồi, hư luôn này. 50-70 ngàn cái mũ. Cái mũ này. Mình đi bộ. Em làm gì mà đem cho em? Tôi không. Đang ôm gì. Đang ôm gì. Tiếp. Đừng quên rằng bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn không được từ bỏ nha Robin. Thì the show, đừng quên rằng the show must go on là khuyến khích ai đó tiếp tục làm những gì họ đang làm. Nhưng mà cứ tiếp tục những gì đang làm nha. Ok, the show must go on somebody mấy bạn.
chưa? Bạn nên benefit from là gì? Benefit from là gì? Là hưởng lợi từ việc là taking out the insurance, hưởng lợi từ cái gì đó, đúng không? Thì mình sẽ có một cụm từ which would be in your best interest to take out the insurance, to be in one best interest. Có nghĩa là lợi, hưởng lợi. Hưởng lợi. Ok. Bằng với benefit from các bạn. Hưởng lợi bằng với benefit from. Được chưa? It's okay. Chú ý cho cô những cái này là buổi trước cho con không có gặp đúng không? Chưa gặp những cái này đúng không? Chưa. Nếu mà bạn phải học thuộc cho cô. Tiếp tục nha. I'm afraid I'm just about to be about to là sẽ. Thì bằng với to be part of. Cộng bóp in. Ồ, cộng loạt nữa. Bằng luôn. To be about to. Nha, cộng với verb sẽ. Bằng với to be on the verge of. Bằng với to be on the brink of. Có nghĩa tất cả đều có nghĩa là sẽ hết các bạn. Bằng luôn. Ba từ đó bằng nhau. On the point of, to be about, to be on the verge of, on the brink of, và sẽ sắp sửa. Em đứng đi mà không đậu. Cô cạo đầu á. Nha. Đúng được chưa? Lại lên nhanh chóng các bạn online ơi, có thấy cô nói nhanh quá không tụi con? Thư Minh Anh, Vi, xuống nha. 12 người đã mất công việc trong công ty. Reorganization là gì? Tái cơ cấu. Đúng không? Thì các bạn nhớ là made redundant là mất việc. To be made redundant. Mất việc ở đây có nghĩa là không phải là anh phạm lỗi, anh bị sa thải, mà do công ty sắp xếp lại hay là thu nhỏ quy mô hoạt động. Downsize, biết từ downsize không? Thu nhỏ quy mô hoạt động. Nhớ là made redundant nha.
That city was resisting to just got just about everything. Thì thành phố đó nó đáng để thăm đó, nó có just about everything, gần như mọi thứ. Có rất có nhiều thứ thuận lợi. Ok. Ở đây các bạn sẽ có một cái cụm has a lot going for. Đây. Là có nhiều thứ thuận lợi. Thật ra cô này là cô cho các bạn cái nghĩa tiếng Anh đi. Ở đây có nghĩa là có nhiều thứ mà gọi là gì ta? Thuận lợi nè. Yes, advantage nè. Nó có mọi thứ, có nhiều thứ thuận lợi. To have many favorable, beneficial or advantageous qualities. Có nhiều thứ thuận lợi bằng với từ has a lot going for. Nhiều, có nhiều thứ thuận lợi nha. Được chưa? He speaks English language well. Anh ta nói tiếng Anh giỏi. Thì have a good command of là có kiến thức, có kỹ năng về cái gì đó. Cái câu này là bữa trước cô mới cho mấy đứa IELTS nó học xong luôn. Have a good command of something. Command á, nghĩa này là B2, còn nghĩa C1 có nghĩa là ra lệnh nữa các bạn. Như là tổng tư lệnh, ra lệnh cho quân đội hay cái gì đó. Ok. Còn đây là have a good command of something là có kiến thức, có kỹ năng về cái gì. Cô hết kẹo rồi, hôm nay cô phát hết kẹo rồi. Ok, tiếp tục các bạn ạ. Là tôi nghĩ rằng tôi sẽ quay lại nơi mà tôi bắt đầu. Robert, go round in a circle. Tức là đi một vòng tròn có nghĩa là gì? Quay lại nơi bắt đầu, go round in circles. Tôi không nghĩ tôi cho anh ta tiền đến khi cuối tuần sau. Đúng không? They no need for me. Không cần thiết cho ai đó để làm gì. They no need for me. Không cần thiết cho tôi cho anh ta tiền. Mà anh làm tới câu mấy câu, mấy chục câu rồi. Kì vậy ta? Alo? Alo. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Yeah. Yeah, yeah. Chị cho em hỏi nè, bé mình tức là bây giờ bạn đang học lớp 6 đúng không? Không được đâu chị, thiệt sự luôn. Bây giờ là thứ nhất là giữa cấp là không tuyển, là nó quá tải luôn á. Là nếu mà thứ hai là nhận một đứa thì chắc chắn nhận nhiều đứa bữa giờ rồi, không phải là một người sinh đâu. Với lại thứ hai là bây giờ vô trường là phải thi, mà thi chỉ có đầu năm thôi. Còn bữa giờ em thấy là hình như là không có cái vụ mà chuyển vô, không có vụ chuyển vô. Năm nay làm ngắt lắm chị, với lại học sinh lượng sinh giờ nó nhiều quá. Một lớp, dạ một lớp mà thì cũng 40 mấy đứa chị, mà cho vô nhiều á là bao. Nếu nhận một người thì sẽ nhận nhiều người, tại vì hầu như là ai cũng sinh, nhiều người sinh lắm. Nên là nếu mà chỉ có qua là em nghĩ là chỉ có đầu cấp là mới thi vô được thôi.
đầu năm chỉ có chị có là trường hợp đầu năm xin là thi vô thì ok chị, chứ bây giờ xin ngang là không có được luôn á. Dạ đúng rồi chị. Mà bây giờ lớp 7 em không có hứa trước, nhưng mà để em hay em hỏi thử bên bên đó nha. Nha rồi có gì. Em của nó đang học ở trường mình đấy, đang học trường cái chuyện mình đó, thì nếu có qua đấy và thật sự em học quá Dạ, để em lớp. Dạ, nếu lớp 7 và học 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 sinh giỏi đúng không? Để em học ngày mai em hỏi thử rồi ok thì em báo chị nha. Dạ, ok chị, Dạ, ok chị, để em hỏi rồi em báo cho. Okay, sorry các bạn. His accent ruined any hopes of any international career. Đã phá hủy tất cả hy vọng sự nghiệp quốc tế. Là mình sẽ có là would be to something. Kết thúc hoặc là phá hủy cái gì đó. Would be to something. Chị nghĩ là cô Hả? chị cũng nghĩ là con Cái nào? lúc này không À, học được mấy bữa thôi. Chúc cô nghĩ biết. Hai thằng giống nhau. Hai thằng cùng tên Kiệt, hai bà mẹ cùng tên Thủy. I think at least ít nhất bộ trưởng nên tham dự buổi họp for short times. Thì các bé nhớ là put in an experience là tham dự cái gì đó. chị con cô hiền À có, không, không bình thường mà. Bộ trước nó bệnh đâu. nhưng xong rồi ok 20 câu của test 4 nha các bạn, về làm tiếp cho cô test 5 và nhớ làm ơn tí nữa cô chụp lên mạng lên nha, cô không nhớ cái file cô bỏ đâu rồi á, là cô chụp lên cho em làm nha Vi nha. Ok, any questions for me, có câu hỏi gì cho cô không? Không có câu hỏi gì mấy bạn nghĩ nha, hẹn gặp lại thứ sáu tuần sau, bye, thi tốt nhé.